đi quay hoa cho cả nhà xem hoa gì đẹp bắt bị đóng băng. Đây, đang bị đóng băng thì hoa đang nở. Cả nhà ơi, có biết đây là hoa gì không? Hoa mà nó đóng băng đây rồi. Ôm từ đây về tan hết rồi. Chị Hương ơi, chào cả nhà một cái, chào chị Thiên một cái. Làm nào lột được cái lá nhỉ trên TikTok. Nguyên cái lá luôn này mọi người. Lá dương xỉ. Ôi cầm đá nhiều, đóng băng hết cả tay rồi, rõ hết cả tay. Chắc nhìn được mới, cả nhà ơi nhìn rõ không ạ? Chị Sáng ơi, nãy em quên bảo lên đấy không có đâu. Em vào đây là em bỏ đến đầu tiên. Không có, không quá nhiều như thế này. Xung quanh là tan hết rồi. Còn mỗi vùng này là còn có đóng băng ở đây. Ở bên này à chị? Cái này cứ 17 mắt xem ở đây nhỉ? Hay là mạng nó đúng? Không biết, cứ 17 đấy, không nhảy, không thấy tăng, không thấy giảm gì cả. Không biết là mọi người thoát ra chữa hết chưa hay là mọi người vẫn còn đang xem. Mọi người, nếu mọi người vẫn còn đang xem, mọi người comment đi ạ. Em còn chào lại cả nhà. Đâu đẹp thì em, chị Lê Viện ơi. Em và chị Hương và các chị trong Dạ Thảo Liên, mọi người sang Mù Cang Chải chơi chị ơi. Đây là ở đèo cái gì nhỉ chị ạ? Đèo gì á của xã La Bán Tẩn chị ơi. Ở Mù Cang Chải. Đi từ nhà mình sang lên đến đây cũng khoảng hơn 60 cây. Ui. Nó bị tan, nó rơi cả tảng xuống. Như còn 6 mắt xem, 6 người xem chị ạ. Đây chị Hương lại đang tranh thủ. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Hương đang khám phá một rừng băng luôn. Mọi người ơi, có thấy không ạ? Đó, rất là nhiều băng đang đóng băng ở trên cây cối. Và hiện tại thì Hương đang có mặt tại La Bán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái mọi người nha. Đó, cả nhà hãy cùng khám phá băng với Hương. Và hiện tại bây giờ nhiệt độ thì không quá là lạnh mọi người nhá, nên là băng nó đang tan dần rồi. Nếu ai mà có ý định muốn
qua Mù Căng Chải, La Bán Tẩn thì mọi người có thể đến ngay thời điểm hiện tại đi. Hương nghĩ là qua ngày mai thì nó sẽ không còn có băng giá đâu mọi người ơi. Và đây là một cái hiện tượng thiên nhiên, nó cảnh báo cho chúng ta đó là chúng ta hãy gìn giữ thiên nhiên, đúng không mọi người? Đó, không chặt phá rừng này đúng không ạ? Không khai thác nhiều thú rừng. Đặc biệt thì ngày hôm nay Hương muốn đến và gửi lời tri ân, chia buồn tới những người nào có gia súc ở trên cái đồi này. Thật ra là cái này thì mình chỉ đi khám phá thiên nhiên thôi, chứ mình cũng không có vui mừng gì trước cái cảnh như thế này. Nên là mọi người đừng gạch đá nha. Hiện tại thì mọi người có thấy không ạ? Rất là nhiều băng. Đó, rất là nhiều băng giá luôn. Trời ơi, rất là đẹp luôn ạ. Không đẹp băng ở dưới đấy đâu. Ở dưới đấy đẹp hơn à? Ở đây nó tan hết rồi. Nó tan hết rồi. Nhiều lắm mà. Ok mọi người, Hương sẽ livestream một chút trên trang Dạ Thảo Liên Giám Đốc Hương nha mọi người, để cho nó có tương tác. Mọi người mới vào thì mọi người cứ nó tan xuống hết rồi. Nó tan hết rồi. Lúc đầu lên thôi các chị. Em còn đã lên đấy nữa. Có nhiều băng rồi nha mọi người nhá. Ôi, có. Đó. Sẽ cho mọi người, cho mọi người xem trực tiếp luôn đi. Đó, nghe mọi người nhá. Trời ơi, đang rơi này, đang rơi nhá. Tại vì bây giờ là cũng là chiều chiều rồi ạ. Thì đang rơi, đang tan rồi. La Bán Tẩn ạ. La Bán Tẩn ạ. La Bán Tẩn. Các bạn đang live stream này. Mọi năm thì là ở trên đèo các bạn. À, đèo các bạn rất là nhiều. Nhưng mà năm nay thì... ở đây các bạn chưa có nhé. Em chúng tôi đã có mặt ở tại một nơi có rất là nhiều băng giá. Như kiểu con sâu ấy này. Đây các chị em. Ờ chị, đây này, cái chỗ này này hay thật đấy. Đây. Đây. Live stream chụp ảnh hôm hôm nhá. Em mới đang ở bên dưới chân dốc lên. Đi bộ đây. Ở chỗ đấy chụp đẹp mà nhân. Rồi, đi cầm cho mọi người xem dạ. Một tí ở chỗ này. Đây, còn đúng một người xem sao nhỉ? Ơ, ở đâu thế? Cả nhà ơi, mọi người có xem được rõ không? Mọi người ơi, hiện tại thì có rất là nhiều băng giá như thế này. Và đội nhóm của Hương gồm có rất là nhiều chị em kinh doanh Dạ Thảo Liên nha. Mọi người, đây là áo Dạ Thảo Liên này. Hương đang mặc áo Dạ Thảo Liên bên trong nha. À, lên quê cầu bảo là bà em cầu là lên đấy có gì chơi không hả cầu? Ai? Và đây là đặc sản mà em cầu thưởng cho các bóp của em cầu. Trời ơi, không biết là lên lần một lần hai có muốn đi nữa không? Phải thật là đi quá là xa luôn á. May là có xe ôm mọi người ơi, may là có xe ôm để đi. Nhiều băng giá hiện đấy, tại là ở dưới kia không em. Quay. Ở nhân có chị Hương này với một số chị em là đang ngủ nhau thì ai mà có băng giá nhá. Thật sự là lúc đầu sẽ cảm thấy là rất là lạnh nhưng mà khi mà em lên đến đây nói với mọi người là ở đây là Sapa thứ hai luôn đấy ạ. Lạnh như Sapa luôn và rất là nhiều băng giá luôn. Thiên ngưỡng một vẻ đẹp rất là đẹp nha mọi người nha. Hãy thử một lần trải nghiệm nha. Miền Bắc lạnh giá thật sự luôn. Đi đâu mà nào mấy chị em mình cùng chụp đi, mấy chị em mình vào chụp cái đi. Không cắt đi cắt đi cắt đi đưa đấy. Đang nóng, nóng lắm luôn ấy, có lạnh tí nào đâu. Vào đi vào đi vào đi nào. Gì vào đây gì Hương vào đi. Đây chị còn cởi áo mà. Đừng có lấy Hương có mà không? Gì vào đi gì? Bỏ cái khăn đỏ này ra nhìn nó hơi điên. Trời ơi, cái áo của mình. Trời ơi. Cầu ơi. Cầu, đứng ở đấy đi. Từ từ đi ạ. Vào đi, vào đi, đi. Em đứng ở trước là che hộ chị cái bụng. Đúng rồi. Ok rồi đấy. Nhanh lên. Chưa? Cái mà
là phải có tuyết nữa. Có chuông. Cho xuống thấp tí. Xong là cho cái điện thoại nghiêng. Đẳng đi, cho cái điện thoại đẳng đi. Nghiêng lên trên để lấy băng đá ở trên đi. Đấy. Đúng rồi. Đồng bộ chị. Được chưa?